Hello xin mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau đi gặp thầy Gojo trong bộ phim Jujutsu Kaisen nhưng thiểu năng. Đây là tập 1 nha các bạn. Mình xem ở trên kênh là Weibo nói nhảm theo như yêu cầu của các bạn fan nha. Trước khi vô video này thì mình cần đăng ký kênh cho kênh này cũng như là bấm like cho video nha các bạn. Rồi, link của video của kênh chính này á thì mình sẽ để dưới phần mô tả, các bạn bấm vô coi hoàn toàn miễn phí nha. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu video thôi. Nhớ tặng cho kênh của mình một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh luôn nha các bạn. Không có mất tiền đâu mà lo. Gọi vô coi nè. What the hell? Cái gì mới vô mà skibidi với chạy? Wait, what? Cái này là lồng tiếng Việt nha các bạn. Skibidi. Câu gì kỳ cục quá trời. Ê, đứng lại. Ê, cái con gì mà ghê vậy? Ê, đứng lại. Rồi. Đi. Quầy quá, thầy Gojo trong phim này bị thiểu năng cực mạnh các bạn ơi. Cái gì mà cứ skibidi. Thôi. Chị ơi. Đi thôi chị ơi. Mày. Mày thề Gojo gì vậy chạy? Ông thầy cũng tốt dữ thần à. 7, 2, 6, 9 phép thần thông mà bắt leo cầu thang chết mẹ luôn. Mà lên đây cái gì vậy? Không biết. Thầy hiệu trưởng ổng kêu vậy á. Chắc họ tống nhóc và Campuchia bán á. Quầy quá. Thằng cha hiệu trưởng đó. Rồi vậy. Thằng cha hiệu trưởng đó. Đứa nào rình bà hiệu phó tắm chết xì quảng lên bàn giáo viên. Đứa nào rình bà hiệu phó tắm. Quầy quá. Ông thầy. Thưa thầy, em tiền đó không có chết. Bà già mà mày cũng không tha hả? Nghe đây, tụi mày đi tìm con nhỏ này. Oh no. Mang nó về cho tao. À, mang nó về tao, ok. Mang con nhỏ này về, mày có hỏi tại sao không? Hả? Quên hỏi luôn rồi. Quên hỏi. Gọi không thích làm bảo mẫu đâu nha. Đúng. What the fuck? Nè, đại hiệp, chúng ta không thù, không biết nhau. Có sao? Gojo bị quất một cái ngay bụng các bạn, à ngay tim nha các bạn. Wait a minute. Đó chính là Tô Chi. Sao đại hiệp lại đâm tôi chứ hả? Tô Chi Fushiguro. Mày nhỏ. Tô Chi Fushiguro. Lâu quá nên không nhớ. Lúc 8 tuổi mày rình người ta tắm. Người ta rình lại thì mày nhìn đéo. Nên tao nhìn đéo chờ tới ngày hôm nay để giết mày. Bỏ gỗ của tao ra. Bỏ gỗ tao ra. Pokemon. Hả? Sao bị chướng? Đừng lo, tim anh 10 ngăn lận. Hồi phục một cái à, mà cái thằng kia tim anh 10 ngăn. Tô Chi Fushiguro. Ờ, không chết rồi. Hả? Nhanh quá. Tô Chi Fushiguro. Quầy quách. Cái đồng tiếng này. Tô Chi Fushiguro. Sao nó cứ Tô Chi Fushiguro hoài vậy chạy? Tô Chi Fushiguro. Sao nó làm bầm tên nó hoài vậy? Sao nó cứ làm bầm tên nó hoài vậy? Để đánh như sát thủ. Ngọn trưởng nó văng vô bụi. Sao nó mà đánh? Đúng rồi. Em đi. Im đi, tao biết tên mày rồi. Bam chiêu đại. Bam chiêu đại. Tiếng rồi. Bỏ hả? Không, đây là cướp vị nguyên rũa. Dùng để tung. Vị nguyên rũa. Nó mù mình hả? Không sao, với vô hàng hạ bao bọc xung quanh, không gì có thể đụng được trai đẹp mà không. Không gì có thể đụng được trai đẹp. Bỏ mít găng bót rồi. Bỏ mít găng bót. Đằng sau Tô Chi Fushiguro. Ây dô, quốc thầy Gojo rồi các bạn ơi. Trời, đẹp. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Như các bạn cũng biết á, là xung quanh thầy Gojo sẽ có một cái lớp vật chất khiến cho chúng ta không thể chạm được với người thầy ấy. Nhưng mà Tô Chi Fushiguro đã đâm xuyên cái lớp vô trong... Oh my god! Bị đâm... Ai trời ơi! Chia làm hai! Gỗ đau quá! Có cái tên nói hoài... Có cái tên nói hoài... Tô Chi Fushiguro. Nè! Đây là biên giới của Việt Nam với Campuchia. Một khi đã bước qua là chết sẽ là người Campuchia luôn đó nha. Đi cô, không muốn đi. Ok, cũng được. Thiệt hả? Ok, cũng được. Nắm tay anh dẫn về nhà. Đi về ăn jollibee. What the fuck? Cái quần này vậy? Tô Chi Fushiguro. Lại là thằng này. Bé gỗ của tao đâu? Tô Chi Fushiguro. Thầy Gojo đã nhập viện rồi. Ê
Rộng thần tấn công. Phăng phăng phăng. Không thể nào. Sao lần đó người còn sống được. Ê, tính ra là cái anh này ảnh lồng tiếng và tiếng súng cũng lồng luôn, tiếng chạy cũng lồng luôn. Toji Fushiguro. Nó ở đâu vậy? Toji Fushiguro. Ở đó, phăng 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 phăng. Chưa chết hả? Fushiguro. Ok, bình tĩnh. Bây giờ mình sẽ theo từng bước chân của nó nè. Rồi, ok, để nó trước mặt nè. Tờ phát, vườn què gì? Cô Cho xà bị trưởng đâu? Mày là... Cô Cho xà bị trưởng. Gì nói rồi? Toji Fushiguro. Toji Fushiguro. Chịu luôn đồng luôn. Đòn tấn công của mình mà nó chơi như thú nhúng đu quay. Toji Fushiguro. Ta có đẹp không? Ta đẹp không? Toji Fushiguro xấu quá. Mày nói vậy. Thu phục con Pokemon này luôn. Thu phục con Pokemon. Chết đi. Rồi xong. Nó sút vô mặt luôn. Toji Fushiguro nắng quá. Cô nắng quá. Đại hiệp, con sống. Chúng ta lại gặp nhau. Toji Fushiguro. Đúng vậy. Toji Fushiguro. Toji Fushiguro. Ừ, ta đã sử dụng Edo Tensei để hồi sinh. Đúng rồi đó. Ngực chuyển thần thức đó, Toji Fushiguro. Lộn phim. It was perfect. Ê, thiểu năng 100. Toji Fushiguro chơi đồ. Fushiguro chơi đồ. Đã quá đi. Đã quá đi nữa. Thầy Gozo này đúng là thiểu năng nặng. Fushiguro. Toji Fushiguro. Ừ ha. Đúng rồi đó. Từ hôm nay trai đẹp top 1 server thiểu năng. Đúng rồi đó. Toji Fushiguro. Quá nhanh. Bằng chiu. Bằng chiu. Toji Fushiguro đau quá. Fushiguro đau quá. Thiểu năng 200. Thầy Gozo thiểu năng nặng quá rồi các bạn ơi. Toji Fushiguro đủ rồi. Đủ rồi. Fushiguro. Một cú chém cực mạnh. Né. Quá đẹp trai. Mình thiểu năng quá. Năng lượng. Mình thiểu năng. Tràn trề trong máu. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao nguyên chú thuật sư. Nhị bái cao nguyên chú thuật sư. Gozo đọc lại sai. Kệ nó đi, thiểu năng mà. Mà thiểu năng. Dĩnh đi. Sayonabai. Sayonabai. Shikuro. Màu tím. Màu tím. Toji Fushiguro. Ơi mẹ rồi. Toji Fushiguro Donut. Toji Fushiguro Donut. Còn gì? Mất mất bên. Toji Fushiguro. Bỏ mày. Có nhiêu đó thôi hả? Ký ức bỏ con. Megumi Fushiguro. Mày đi. Rồi sao? Megumi Fushiguro. Đó sao nữa thầy? Nói chung là thầy đã book một dịch vụ mai táng hẳn hơn cho bé Rico. Nice. Rồi bạn thân của thầy bị tha hóa. Thế là thầy cũng phải bằng chiêu. Bạn thân bị tha hóa cho nên cũng bằng chiêu. Tóm lại, đây là trung học phổ thông chú thực sư. Giờ thầy dẫn em. Cái này mình coi phim thiệt rồi các bạn à. Nhưng mà coi qua cái này nó cứ bữa bữa sao. Đến gặp ông hiệu trưởng. Nhưng mà nhớ nè, ổng hơi khó tính nhưng mà được cái già dê đó. Hơi khó tính được cái già dê. Bà giá bù dù. Bà giá bù dù đi. Ừ, xin lỗi. Sukuna. Cho hở xíu là nó bậy vậy á. Mà thầy với Sukuna mà quýnh lộn thì ai thắng? Sukuna. Sukuna mà farm đủ ngón thì hơi khó. Vậy thầy thua hả? Thầy thua hả? I win. Nah, I win. Đọc tập 236 chưa mà gáy à. Ông tập 236 chưa mà gáy. Mày thôi thầy đừng để ý tới nó nha. Tao mới là man của bộ này. Thấy à, nó giống như cái cục Google hỏi cái trả lời á. Giờ vậy đi, thầy hỏi nhưng em phải để Sukuna nó trả lời. Ok. Thôi nó bậy là bị ăn gãy đó thầy. Mà cái tiêu chuẩn cộng đồng. Gà thấy mồ coi. Oh my god. Gà thấy mồ dù ái mồ. Câu của thầy Gozo hay nói. Mà sợ. Được thôi. Jack. Kẻ Jack. Bỏ con mạnh nhất lịch sử. Jack kẻ bỏ con mạnh nhất lịch sử. What? Weibo. Sinh vật thượng đẳng. Ây vô. Còn LGBT. B. Thôi 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 thôi. B. Đây này, được rồi thầy. Mình đi vô gặp hiệu trưởng nha. Cái tiếng gì vậy? Chúc mừng em. Ông hiệu trưởng ông nhận em rồi. Đang đi toilet.
Thầy được phép giao cho em thêm một ngón. Nhưng mà đây là ngón tay của Sukuna, được coi là chú vật nguy hiểm nhất hành tinh. Em phải giữ. Không, em phải giữ. Đang nói nó ăn luôn các bạn. Khi mà ăn ngón tay của Sukuna sẽ bị Sukuna điều khiển cực mạnh nha các bạn nha. Ủa sao mình ở chuồng vậy? Sao cái lỗ đít đau quá vậy? Cái gì vậy? Em bị mất kiểm soát được 2 tiếng rồi đó. Bỏ nha. Cái gì cần bỏ vô họng là không được đâu. Đúng rồi. Em tưởng thầy muốn em nuốt cái ngón tay. Mắc gì tao kêu mày ăn chi? Em đâu biết. Lần trước em ăn cũng có bị gì đâu. Nên em đi. Lần đó em đi. Mày bị kiểm soát rồi đi đốt cái coi như viện đó không nhớ hả? Ủa? Cái phim đó của Thanh Gươm Diệt Quỷ mà. Ủa vậy hả? Sao em nhớ ta? Bị Sukuna kiểm soát sao nhớ? Đúng rồi. Vậy còn lần này thì sao? Lần này thì mày phá ba cái viện dưỡng lão với hai cái chùa. Hai cái chùa. Cái gì? Biết gì không? Còn ghê hơn nữa nè. Lúc tụi thầy bắt được em là em đang ót ghi với ba con chó cỏ nhà kế bên. Cái gì? Xạo hả? Sukuna là nguyền vương. Đúng rồi. Hiểu sao nó làm mấy trò này? Đúng rồi. Sukuna mà. Nó không có làm vậy mà đúng không chị? Vậy, nói đi vậy. Thề không bao giờ dám nuốt ngón tay Sukuna lần nữa. Bởi cái gì cũng bỏ vô miệng ăn nó là vậy đó. Stop it. Đúng rồi đó. Mới quẹt Tinder match được chị này nè. Gì vậy? Đúng là bad boy tóc hồng. Bad boy tóc hồng. Dỗ con gái nhà người ta. Thôi bye. Megumi về trước đây. Megumi. Trong cái phim này có rất là nhiều người thích Megumi luôn các bạn. Trong đó có thằng bạn thân của mình nó cũng thích Megumi nha các bạn nha. Nhưng mà mình biết, các bạn biết mình thích ai không? Mình thích Sukuna nha các bạn. Hẹn hò vui vẻ. Lúc nhắn hẹn tin, hò. Ông nói là bên trong ông có con quỷ ghê lắm. Ý ông là người tài dâm hay có quỷ ra sao đó. Quỷ quá kìa, vậy ai lòng biết cái này vậy trời. Không phải đâu. Con quỷ theo là, sao tôi có con quỷ chú ngụ bên trong cơ thể thiệt á. Sukuna. Vậy hả? Vậy nó có thể nói chuyện với ông không? Có. Nó nói không ngừng luôn. Vậy giờ nó có đang nói gì không? Quỷ cái này xấu quá. Wait a minute. Nghĩ sao đi chơi với con này vậy? Nó nói bà dễ thương. Đặt làm chép gơ. Xấu quắc bà bị đặt làm chép gơ. Nó nói bà cười cũng dễ thương nữa. Dễ thương vậy? Vậy cũng vui ha, không? Giống như có bạn ở cạnh bên để tâm sự vậy. Ai bạn mày? Bể ai bạn mày? Thôi bà đừng khen. Nó giống Hitler Mini ấy, thì có. Hitler Mini là gì trời? Tôi thường không có như vậy. Nhưng mà Hitler Mini, biết hiểu. Đi đâu khác không? Em đi xong thì về nhà tôi cũng được. Tao biết đây mà. Chắp gờ đó vui chi? Chắp gờ đó vui chi? Ok các bạn ơi, chúng ta mới vừa xem xong Jujutsu Kaisen. Nhưng mà phiên bản bị thiểu năng nha các bạn nha. Công nhận coi cái này nó hài hơn coi phim thiệt rất là nhiều luôn các bạn à. Mong là cái kênh này sẽ sớm ra nhiều video mới ta coi đó nha các bạn. Kênh Weebu nói nhảm. Mình đánh giá cho phim này là 1 tỷ điểm trên 10. Còn bây giờ thì các bạn muốn tự xem thì link ở dưới phần mô tả nha. Nhớ cho video này một nút like để ủng hộ cho mình làm tiếp. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì mình bye bye.